Xin chào các bạn đã đến căn bếp của mình nhá. Hôm nay mình sẽ thử làm sữa chua. Và hôm nay nguyên liệu của chúng ta có là 300ml sữa đặc, 420ml sữa tươi không đường nhất bạn. Đây là một hộp sữa chua. Hộp sữa chua này các bạn mua về là bỏ ngoài mát cho nó không bị lạnh nhá các bạn. Để mình làm sữa chua cải nhá các bạn. Còn cái này là matcha để mình làm sữa chua matcha. Mình sẽ làm thử hai loại, là một loại sữa chua thường và một loại sữa chua matcha nhá các bạn. Còn đây là cái chén để mình nấu xong sữa chua là mình sẽ bỏ vào đây. Ở nhà các bạn có thì các bạn có thể dùng hộp thủy tinh hoặc lò thủy tinh mình mua trong siêu thị nha các bạn. Rồi. Ở đây mình tiền mình lấy cái này mình làm luôn, cho nếu mà ở nhà các bạn có thì có thể các bạn mua cái lò thủy tinh ở trong siêu thị nha các bạn để mình làm. Đầu tiên mình sẽ cho sữa đặc vào đây nha các bạn, cho 300ml sữa đặc. Rồi. Sau đó mình cho 420ml sữa tươi không đường. Sau đó mình đánh tan hết nha các bạn. Em cho 300 nước nóng, nước sôi các bạn, 300 nước sôi vào. Tiếp theo mình cho 150 nước sôi để nguội của mình vào. Sau đó mình đánh đều cho nó tan hết sữa vào ấy nhé các bạn. Sau đó mình sẽ cho hộp sữa chua của mình, một hộp sữa chua. Rồi. Và mình chia ra làm đôi nha các bạn. Phần này mình sẽ làm sữa chua matcha. Đây là thành phần bột matcha mình mua ngoài siêu thị nha các bạn. Mình đổ vào. Đổ vào mình đánh đều cho nó sữa chua có màu xanh lên là được các bạn. Rồi, sau khi đánh đều matcha thì mình sẽ dùng dụng cụ để mình rải nha các bạn. Mình sẽ rải cho nó bớt cồn. Vì cái sữa chua matcha này thì nó có vị chát chát của matcha và thơm mùi của trà xanh nha các bạn. Rồi. Sau đây mình sẽ đổ sữa chua mình đã chuẩn bị xong vào chén các bạn. Và mình cùng đổ sữa chua matcha vào chén giống như sữa chua trắng kia nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ pha cái nước để ủ sữa chua nha các bạn. Mình sẽ pha là một chén nước sôi cho các bạn, một chén nước mát, một chén nước sôi và chén nước lạnh. Đấy, các bạn canh một chén nước sôi một chén nước lạnh là được, hoặc là canh nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C cho các bạn, là nhiệt độ thích hợp để cái sữa chua mình lấy lên men nha các bạn. Cái này mình không có cái nắp nên là mình sẽ lấy cái bọc để bọc được nha các bạn.
ở nhà mua trái thủy tinh con nắp thì nó sẽ tiện hơn, còn đây mình có nên mình bọc nhìn hơi ghê chút nhưng mà không sao. Rồi các bạn cho nước vào, nó không cần phải đầy quá nha các bạn, hơi ngang ngang với cái chén mình thôi. Xong rồi các bạn lấy một cái khăn tủ lại, sau đó lấy cái nắp đầy lại nha các bạn, và mình ủ khoảng 6 đến 8 tiếng nha các bạn. Rồi và đây là thành phẩm sữa chua mình đã ủ trong khoảng 6 tiếng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem cảm nhận nó thế nào nha các bạn. Đây là mình sẽ ăn thử cái sữa chua thường này trước, nó rất là dẻo. Có vị chua, ngọt, đầy đủ. Và tiếp theo mình sẽ ăn thử cái sữa chua matcha này. Sữa chua matcha này thì có vị hơi nhận nhận đắng của trà và thơm mùi của matcha nha. Chúc các bạn có thể làm được sữa chua giống mình sau khi xem video này nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình, và nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nhé.